Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình thực hiện cái video clip này chia sẻ với các bạn là cái mẹo hay là cái cách là chúng ta nhớ cái vị trí của các nốt trên cần đàn một cách là nhanh và dễ nhớ. Đó. Thì đối với một số các bạn á, có những bạn đã chơi cũng vài năm rồi nhưng mà thực sự là các bạn cũng chưa có thuộc hết các cái vị trí nốt nhạc trên cần đàn. Và việc đó đối với các bạn có nhiều người thì lại trở nên rất là khó khăn. Bởi vì các bạn cũng thứ nhất là các bạn không có chú ý, không quan tâm. Đó. Và cái thứ hai nữa là các bạn cũng không có được cái mẹo hay là cái phương pháp để nhớ, cho nên là các bạn gặp nhiều khó khăn trong cái việc mà các bạn nhớ cái vị trí các nốt. Thì các bạn cũng biết rằng là đối với là cái solo hay là chúng ta chạy nốt thì việc thuộc nốt là đó là một điều phải bắt buộc phải nhớ. Đó, cho nên nó là nếu mà các bạn mà muốn đánh nốt solo hay là chúng ta chạy âm dài hay là chúng ta chạy câu á, buộc là chúng ta phải nhớ vị trí các nốt. Thế thì bây giờ mình sẽ có một vài cái chia sẻ đối với các bạn để làm sao chúng ta dễ nhớ và nhớ nhanh. Cái kinh nghiệm mình chơi guitar thì mình cũng có một vài cái mẹo để cho các bạn lưu ý. Cái thứ nhất đó là các bạn đầu tiên là các bạn phải nhớ được là vị trí của các nốt của cái dây buông. Dây 1 đến dây 6 đó là mi, si, son, rê, la và mi. Đó là cái thứ nhất. Và 5 cái 6 cái nốt của dây buông này nó sẽ trùng với ngang 12. Đây là điều là các bạn phải nhớ. Đó. Mi thì đây là mi. Si, si, son, son, rê, rê, la, la, mi, mi. Như vậy thì cái điều đầu tiên các bạn phải nhớ là dây buông và dây ngang 12 nó trùng với nhau. Rồi, cái đó nhất. Cái thứ hai, nốt mi dây 6 và nốt mi dây 1 cũng lặp lại trùng với nhau, cho nên các cái nốt ở dây số 1 và dây số 6 cùng nhau là trùng với nhau. Ví dụ phà, phá, son, son, la, la. Đó là cái mà các bạn phải lưu ý. Rồi, cái thứ ba đó là gì? Là các bạn thường hay đánh sai ở những cái nốt nửa cung. Thế thì bây giờ nó là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để chúng ta nhớ được các cái vị trí của các nốt nửa cung trên cần đàn. Thì trong âm dài mình lấy ví dụ như là bắt đầu từ nốt la, thì la, si, do, re, mi, fa, son, la thì có hai cặp nửa cung, đó là si, do, mi, fa, còn lại cách nhau đều một cung. Nửa cung thì trên cần đàn đó là một ngang đàn và nguyên cung đó là hai ngang. Thế thì bây giờ chúng ta phải nhớ các cái vị trí của nửa cung như sau. Rồi, dây số 6 đó là mì và fa, chúng ta thấy nửa cung đó là cách nhau một ngang đàn, đó là fa ở vị trí ngang số 1, mì, fa. Rồi xuống tiếp tục ở cái dây số 5, si, đô là nó là ở cái ngang 2 và ngang 3, si, đô. Rồi xuống ở dây số 4, vị trí tiếp tục đó là mi, mi pha cũng là ngang 2 và ngang 3. Như vậy ở hai dây này các bạn lưu ý ở ngang 2, ngang 3, si, đô, mi, pha. Rồi tiếp tục ở dây 3 các bạn xuống dây thì các bạn lùi một ngang về phía thùng đàn. Thì lúc bây giờ ở dây 3 đó là ngang 4 và ngang 5, si, đô, lặp lại, si, đô. Xuống dây 2 thì lùi lại một ngang nữa, tiếp tục đó là ngang 5 và ngang 6, mi pha. Xuống dây 1 ở ngang 7 và ngang 8, lùi lại, đó theo hình cái hình xéo, đó là si, đô. Bây giờ mình lặp lại nha. Mi pha, si, đô, mi pha, si, đô, mi pha, si, đô. Đó, đó là
cái mẹo để các bạn nhớ vị trí nửa cung. Rồi tiếp tục là đây là các cái vị trí nửa cung còn lại từ ở cái ngăn 7 trở về ngăn 12. Thì ở đây là ngăn 7 dây 1 là xì đô. Thì ở dây số 6 này cũng ngăn 7 ngăn 8 nó là xì đô, bởi vì hai dây này nó là cùng một mà. Thì đây là xì đô. Đó. Rồi xuống ở ngăn 5 cũng ngay vị trí 7 8 đó là mi fa. Xì đô mi fa. Đây là cặp dây vị trí của dây 5 và dây 6. Chúng ta thấy nó là rất là dễ nhớ đi theo từng cặp dây. Xì đô mi fa. Sau đó các bạn xuống dây số 4 thì các bạn lùi lại một ngăn. Đó là ở ngăn 9, ngăn 10 lặp lại xì đô. Và dây số 3 cũng vậy, cũng ngay vị trí đó các bạn đánh xuống đó là mi fa. Theo cặp dây xì đô mi fa. Rồi tiếp tục dây số 2 thì các bạn ở ngăn 12 nè. Đây là nốt si. Và ngăn 13 là đô. Xì đô. Dây 1 cũng thế, cũng ngay ngăn 12 đó là mi fa. Rồi bây giờ mình đánh lại nha. Si đô ngăn 6, dây số 6, ngăn 7, 8. Si đô mi fa. Si đô mi fa. Si đô mi fa. Rồi như vậy là các cái vị trí của nửa cung trên cần đàn. Đó, các bạn phải nhớ lưu ý nha. Rồi, tiếp theo đó là các bạn nhớ cho mình đó, ở cái ngăn 5 này các bạn lấy làm chuẩn, làm móc và chia cây đàn ra làm hai. Bây giờ các bạn phải nhớ được cái vị trí của các nốt ở ngăn 5. Thì các nốt ở ngăn 5 các bạn gồm có là gì đây? Là, re, son, đô, mi, la. Là, re, son, đô, mi, la. Đó, thì bây giờ là các bạn để cho dễ nhớ thì các bạn nhớ cho mình là dây 1 và dây 6. Đó là la, là. Và nhớ công thức là trước, sau, trên, dưới. Trước, sau đó là gì? Đó là, đây là la, thì trước là đó là sòn. Cách nhau một cung, đó là hai ngăn. Và sau đó là nó si. Như vậy là từ la này các bạn suy ra trước nó là sòn và sau nó là si. Rồi. Và các bạn nhớ cho mình ở cái nốt nửa cung ở đây, đó là gì? Đô, vừa mới học đấy. Như vậy thì sòn là si đô, phải không nào? Đó. Ở cái ngăn 12 hồi nãy mình vừa nói đó là trùng với dây bu, đây là nốt mi. Như vậy thì các bạn chỉ cần suy ra trước nó là nốt rê. Như vậy thì ở đây các bạn sẽ có được nguyên các cái nốt ở dây 6 nè. Sòn la si đô rê mi. Rồi xuống dây số 5 cũng vậy, các bạn suy trước sau. Rê thì trước, đô sau, mi. Và kế nó là nguyên nửa cung fa, mi fa. Rồi, cũng giống như vậy, dây 12 ở đây là nốt la thì nó trước nó là sòn. Đấy, các bạn thấy không? Là đô rê mi fa son la. Cũng vậy, xuống dưới đây là nốt son. Trước nó là fa, sau là si, là la. Và ngăn 9, ngăn 10 nửa cung si đô. Si đô thì ở ngăn 12 đây là rê. Đó, cũng vậy, xuống cái dây đó là đô. Thì các bạn nhớ không? Si đô nè. Si đô thì sau nó là rê. Rồi, ở cái vị trí mi fa, các bạn còn nhớ không? Đây. Mi fa và đây là sòn. Rồi, xuống dây số 2. Đây là mi thì trước mi là rê, sau đó là fa. Đó. Ở đây là nốt si. C
si rô, thì các bạn chỉ cần nhớ hai cái nốt này nữa thôi. Son la, à, mi fa son la, thì đây là si rô. Rồi, và xuống dây một cũng vậy. Đây là la, thì đây là si rô, nửa cung nè, si rô nè. Đây là nốt mi. Mi là cái nốt dây buông đó. Mi thì chỉ cần nhớ đây rê thôi. À, rê đó thôi. Như vậy á, thì các bạn chỉ cần nhớ thêm cho mình ở cái nốt nằm ở ngang 10 này đâu. À, rê. À, rồi đây là son, đây là đô, pha, la, rê. À, đây. Mà nếu mà các bạn chặn đánh luôn, đây là hợp âm rê thứ nè. Đây là la thứ nè. À, la thứ thì nó là la đô mi nè. Thì các bạn đánh xuống ngang 10, đây là rê thứ. À, pha, la, rê. À, ở dưới rê thì đây là rê. Thì các bạn chỉ cần nhớ đây là son, đô. À, như vậy thì chúng ta thấy không? Đó, chỉ cần nhớ từ ngang 5 và công thức trước sau, à, là chúng ta suy ra kết hợp với nửa cung là xong. Đó, còn ở ngang 5 này có cách mà dễ nhớ thì các bạn nhớ nè. La, đây là mi. Thì mi la nó có quan hệ gì? Đó là bậc 5. Mi là bậc 5 của la, phải không? Đó, mi. Rồi tiếp tục đô, son. Thì đây là đô, thì đây là son. Son là bậc 5 của đô. Rồi đây là rê, thì rê là bậc 5 của son. Đây là la, thì la là bậc 5 của rê. À, như vậy thì các bạn chỉ cần nhớ cái đó thôi, các bạn có thể là nắm được các cái nốt trên ngang 5 ngay. Là rê, son, đô, mi, la. Còn nếu không thì các bạn chỉ cần nhớ ba nốt ở dưới này trước. Hợp âm la thứ, đô, mi, la. Bấm thêm cái nốt đây đó là son, hợp âm la thứ 7. Son, đô. À, nhiệm vụ còn lại là chỉ cần nhớ thêm này là rê, ở trên đây là lá thì lặp lại thôi. Đó, đó là cái mẹo mà các bạn có thể là dễ nhớ. Và cái quan trọng nữa thì để cho là nhớ và nhớ lâu thì các bạn chỉ có tập luyện. Tập luyện bằng cách là gì? Là các bạn đánh cho mình cái âm giai của đô trưởng la thứ. À, bắt đầu từ la nè, ngang 5 nè. La, si, do, re, mi, fa, son, la. Si, do, re, mi, fa, son, la, si, do. À, rồi, ở đây, đô trưởng. Do, re, mi, fa, son, la. Si, do, re, mi, fa, son, la. Si, do, re, mi. À, mi, re, do, si, la, son, fa, mi. Đô. Đấy. Các bạn tập hai cái âm giai từ ngang 5 và xuống ngang 12 này. À, cộng với là những cái nốt ba ngang đầu là các bạn thuộc hết. Và các bạn cứ mỗi ngày các bạn bỏ tầm khoảng 10 15 phút các bạn đánh cái này. Trong vòng khoảng 3 4 ngày là các bạn thuộc hết. À, rút ngắn thời gian còn hơn là các bạn mấy năm rồi mà các bạn cũng vẫn chưa thuộc. Thế thì đây là cái cách chia sẻ đối với cái làm sao để nhớ được các cái vị trí trên cần đàn. Chúc các bạn chúng ta tập luyện thành công. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, like, share. Và nếu có bình luận thì comment. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.